Cái Thanh Minh năm nay là lần đầu tiên Resen tổ chức, và đây là chủ nhật đầu tiên, còn ngày 10 Tây và 17 Tây nữa. Thanh Minh là cả một cái mùa từ ngày 5 Tây kéo dài đến ngày 20 Tây trong năm. Quý vị ra ngoài nghĩa trang á, thấy rất nhiều gia đình Á Đông cũng đến thăm viếng mộ ngày hôm nay. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao. Ngày chủ nhật từ 10 giờ tới 2 giờ là có Lion Dance, tức là mình có múa lân và cộng những thực phẩm tiệc trà và bữa ăn truyền thống, mời quý vị đến thăm. Tuy nhiên trong hàng ngày trong cái mùa Thanh Minh này thì xin mời quý vị đến, quý vị sẽ có nhân viên có xe chở quý vị ra thăm mộ, và nếu quý vị thấy ngôi mộ đó hay là bia đó cần được chỉnh trang, nhân viên sẽ cố gắng chỉnh trang liền lập tức hay trong ngày. Tạ lỗi cùng người rộn ràng bao nỗi đau. Resland cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã chọn Resland là nơi an nghỉ cuối cùng trong vòng 3 thập niên qua. Do đó ban giám đốc đã chọn cái tháng này, tháng 4 này là tháng tri ân người Việt Nam, cho nên họ sẵn sàng giảm giá 30% cho tất cả dịch vụ tang lễ cũng như đất. Đừng đợi ngày mai. Trong thời gian vừa qua, Đồng Hương cũng như nhiều giống dân khác nhau đã dọn về Dallas này. Dallas là nơi có việc làm và có giá cả về địa ốc đó tương đối dễ ở, cho nên cái nhu cầu mua đất càng ngày càng tăng, và cái quỹ đất của Resland thì đã giới hạn. Cho nên khi chọn cho mình mua đất trước á, là chọn đúng chỗ, và giá cả luôn luôn tăng theo thời gian. Nếu quý vị đến lúc về hưu, tôi nghĩ quý vị cũng nên có chọn cho mình chỗ đất vĩnh viễn. Và thời giá bây giờ là được 30% off, đó là một cái discount lớn nhất từ xưa tới giờ. Đất thì khi đã mua rồi, đất là của mình, đất tức là bất động sản của mình. Thứ hai là đất không có phải trả tiền thuế, và đất lúc nào cũng được chăm sóc vĩnh viễn. Không chỉ đất mà trong cái dịch vụ về tang lễ thì cũng tăng theo thời gian. Khi mua rồi thì của mình, giá cả cũng như phục vụ được giữ lại cho tới khi nào mà mình sử dụng nó. Xin chúc quý đồng hương được nhiều bình an và phước hạnh. Anh Trần Lộc, 972 272 4898.